Hello, chào các bạn. Hôm nay mình đang spring break và dọn dẹp lại nhà cửa. Thì một trong những mục tiêu của mình á là chuẩn bị sửa soạn hồ bơi. Hay là cái hồ bơi của mình. Thì chung cái hồ bơi này khá là ổn. Mình sẽ quay cái hồ bơi các bạn xem nhé, rồi mình sẽ giải thích dần dần về nó nha. Đó, thì đây là cái hồ bơi của mình vừa bật cái máy lọc lên. Các bạn nhìn thấy cái nước thì bây giờ nó không có trong, bởi vì ông chủ cũ ấy, lâu lắm rồi ông không có bỏ hóa chất để mà lọc cái nước, để mà giết chết nói chung là những cái vi khuẩn, vi trùng và những cái rong rêu trong này. Thì cái đó là mình phải ra ngoài siêu thị Walmart mình mua về để mình thả vào đây. Nhưng là hôm nay mình chỉ làm cái công tác là bật cái máy bơm lên cho nó lọc hết các cái cặn bã trong cái nước này đã. Cái này nó có một cái đặc điểm rất là thú vị, nó khác những cái hồ bơi nhiều nhà khác. Mà ông hôm qua ông trưởng kho của mình đến, ông coi cái hồ bơi của mình, ông dạy mình cách quản, tức là chạy hồ bơi và lau chùi như nào. Thì anh khó nhất là cái này, có cái máy che này đơn giản thôi, nó bằng ấy thôi, bằng lưới thôi, nhưng mà nó sẽ đỡ hơn công việc rất nhiều, bởi vì lá các loại ABC là không bao giờ lọt xuống được hết. Cái máy chè này nó làm khung bằng khung thép, khung nhôm, cho mình hiểu là khung nhôm, nên là nói chung là khá là ổn. Cái hồ bơi này chiều sâu hôm qua mình canh đó, thì chiều sâu cao nhất ở góc bên kia, sâu nhất góc bên kia là khoảng tầm 2 mét. Nó bề dài mình nghĩ khoảng tầm 6-7 mét, rộng thì khoảng tầm 4 mét đó. Thì nói chung là có một cái hồ bơi như này đủ enjoy cả mùa hè rồi. Và cái thú vị, cái ông chủ cũ á, ông làm cái hồ bơi này và trong này nó có một cái deck. Cả cái khu trong này luôn á là được bao lưới hết và không bao giờ có muỗi cả. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái deck mà nó nối vào cái nhà. Cái này nó làm từ năm 71 luôn á. Ông làm rất là kỹ, và đây nó có một cái điểm rất là thú vị, đó là cái đèn và cái quạt này. Cái đèn với cái quạt này nhá là 50 năm rồi. Em bật lên cho các bạn xem, 50 năm rồi nó vẫn chạy. Rất là cũ và mình hơi bất ngờ luôn. Cái đây là cái điểm coi như ông kêu coi như để cái này lại để mà làm kỷ niệm đấy. Các bạn xem này, 50 năm rồi nhá, 50 năm rồi nó vẫn chạy ở đây. Đó, nhìn ấn tượng không? Thì ở chỗ này thì thông thường mình sẽ đóng một cái bộ bàn ghế, ở đây. Ở đây nó có sẵn luôn cái cáp tivi này. Đóng sẵn một bộ bàn ghế đây, xong nó ngồi, xong nó là nướng thịt ở đây, các loại ABC và xem đứa nhỏ tắm, nó bơi ở đây mùa hè là quá tuyệt vời đó. thì đấy là cái phần ở cái hồ bơi. Như là mình, cái hồ bơi của mình nó có ba cái lỗ thông ra, nó liên thông với cái bơm, nó sẽ đẩy hết này ra, và tất cả các nước rác rưởi các bạn thấy nó có một cái dòng theo cái dòng dần dần nó sẽ hội tụ về đây. Nó hồi tụ về cái chỗ này. Đó, nó có một cái lỗ nước chảy vô này. Cái này là cái filter. Filter ở đây các bạn thấy không? Nước nó chảy thấy không? Ở đây mình ở phía dưới, các bạn thấy có một cái cục màu trắng, đó là mình để cái cục clo để mục đích là nó khử trùng nước. Thì chung là tất cả mọi thứ rác rưởi nó sẽ đẩy hết vô này thì mình cứ moi nó thôi. Nhưng mà rất may là nó không có nhiều rác. Ở bên kia một cái góc bên kia nữa. Góc bên kia là một cái phòng nữa. Tủ này thì cái tủ đựng ba cái đồ để cho hóa chất các loại ABC để cho phục vụ cho cái hồ bơi này. Nói chung là mình chưa đụng đậy vô này hết, có lẽ mình phải dọn sạch cái này. Một đồ khá là cũ kỹ rồi. Ở đây nó cái hồ bơi này nó có cái thú vị nữa là các bạn, nó ngoài cái chuyện mà lọc nước này á, mình còn có cái trò là hút vạc gồm, nó giống như y như là hút bụi vậy đó, nhưng mà nó sẽ có một cái ống hút bụi. Ống hút bụi đấy nó sẽ nó mình sẽ đi vòng xuống dưới nước, xuống dưới cái mặt nước ấy, giống như cái này này. Này là cái ống hút bụi này. Rồi thấy cái ống hút bụi này, cái ống hút bụi này là mình thả nó xuống mặt nước, sau đó là mình rà ở dưới đó nó có bao nhiêu là ấy, là nó hút nước ra. Hiển nhiên mỗi lần như vậy thì nó sẽ tốn nước rồi, nhưng mà ý là nó vẫn có cái giải pháp hút bụi rất đơn giản. À, chứ không phải là khó khăn. Ở đây nó còn có một cái chia cái chỗ nó là để tắm này. Ông này ông xây cái chỗ để tắm. Thì cái này đường vòng ra đây. Vòng ra ngoài là cái bơm kia.
ở đây nó có một cái ống nước này nó nối liền với cái hồ bơi bên kia, thì nó có một cái đường là khi mà nước nó dâng cao quá mức á thì nước nó tự động nó chảy theo cái đường ống. Thì đây là cái bơm, cái này là cái lọc, này là cái lọc nước. Thì trong này nó chỉ có cát thôi, mà có cái thú vị nữa, bên này á, nó có một cái gọi là cái này là cái sưởi nước hồ bơi. Mình chưa bao giờ sử dụng cái này và chắc chắn sử dụng cái này thì nó rất là tốn điện nên mình không sử dụng. Cái ông chủ đầu tiên của cái nhà này là cựu chiến binh, nên là anh làm tất cả mọi thứ để cho anh, nói chung là anh làm mọi thứ cho bà vợ. Và ông thì cựu chiến binh bên này thì thông thường người ta cũng có lương khá là tốt, cho nên là những cái này ông có thể trang trải được. Với nghe kể là một tháng là dùng 2.000 tiền điện nước thì mình thấy là quá kinh khủng khiếp. Tuy nhiên là nó có cái hồ bơi như thế này rất đơn giản để vận hành nó. Và mình nghĩ rằng chắc chắn là mùa hè khoảng tầm một tháng nữa thôi thì tụi nhỏ mình có thể cho tụi nhỏ nó nhảy xuống đây nó bơi rồi. Và chắc chắn là coi như mùa hè này là không có gì phải buồn chán cả. Thích thì mình chạy lên biển Florida, thích thì coi như là ở nhà bơi thôi. Ok, thì đây là cái khung cảnh phía sau nhà. Nhiều người nói là maintain cái hồ bơi nó rất là phiền phức, nhưng mà mình tạm thời mình chưa thấy cái gì hết, mình cảm thấy rất là đơn giản. Thì có thể may mắn là tùy theo cái hồ bơi, nhưng mà cái hồ bơi nhà mình cơ bản là nó rất là đơn giản và dễ vận hành thôi. Mà cái việc còn lại là mình phải làm cho cái nước này nó thật là trong, thật là xanh, nó xanh vờn luôn, nhìn thấy cái đáy luôn. Và thông thường để mà bơi được á, nó sẽ có một cái, nó bán cái bộ kit thử nước để đảm bảo là cái nước đấy nó an toàn như nào. Thì khi nào mình mua cái đó về mình sẽ làm một cái video khác để giới thiệu thêm cho các bạn nhá. Bye bye, cảm ơn các bạn đã xem.